Mình xin chào cả nhà nha, cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình xào món đậu rồng nha các bạn. Đậu rồng này nè, mình mua nhiêu đây 10.000 nè, 10.300 cà ram. Đó món đậu rồng. Rồi ở đây là mình xào với bò chay, đậu hũ, nấm rơm. Gia vị thông thường cũng đường, muối, bột ngọt nha. Đây hành, tỏi, ớt, gừng. Ở đây là có một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu. Mình tới làm tới đâu thì mình sẽ chia sẻ tới đó nha. Nấm rơm này là mình đã mua về, mình ngâm bột, ngâm muối qua rồi. Để rồi mình rửa để cho sạch sẽ nha. Rồi cái này đậu rồng mình cũng rửa rồi, bây giờ mình sẽ sắt ra. Bây giờ đậu rồng mình cũng đã sắt ra xong rồi. Bây giờ mình bắt cái chảo lên mình đi xào. Bây giờ mình bắt cái chảo lên rồi mình cho vào một miếng dầu. Khoảng một canh, một muỗng canh thôi nha. Bây giờ dầu đã nóng, mình cho gừng vào. Hành, tỏi, bây giờ hừng gừng tỏi hành đã dậy mùi thơm lên rồi các bạn, dậy mùi thơm lên là được nha. Mình cho nấm vào trước nè, cho sườn vào luôn nè, để cho sườn với nấm á, nó áo và hành tỏi nó thơm, cho nấm nó sẽ không còn hôi của mùi nấm nữa. Mình cho vào đây xí xíu đường, xí xíu tiêu, xí xíu bột nêm. Bây giờ mình cho đậu hũ vào luôn. Cho vào một chút dầu hào. Chút dầu mè. Mình cho vào đây xí nước. Để nguyên liệu của mình nó ngấm gia vị nó mới thấm nha. Bây giờ những cái nguyên liệu của mình đây đã chín hết, đã thấm gia vị hết rồi. Mình cho vào đây đậu rồng nha. Vài lát ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng để cho nó có màu, nó hấp dẫn nha. Nó cũng vừa ngon mà lại vừa đẹp nữa. Chảo của mình nó ngon, chảo đồ xào của mình nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình để nắp rồi. Cái nắp này nó hơi nhỏ nha các bạn. Bây giờ món ăn của mình cũng sắp chín rồi. Bây giờ mình cho hết tiêu vào nha. Bột nêm vào luôn. Bây giờ món ăn của mình chín rồi, mình cho hành vào. Cho vài lát ớt cho nó ngon nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ món đậu rồng xào của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha. Món này mình có thể là mình đãi tiệc nha. Tại vì cũng sắp tới rằm tháng 7 rồi. Nên mình chia sẻ những món ăn hơi cầu kỳ một chút, có nhiều nguyên liệu một chút. Để mình nấu mình cúng ngày rằm tháng 7 đó các bạn. Thành ra mình làm hơi cầu kỳ, chứ nếu không mình mua đậu rồng thì mình xào tỏi, xào hành gì mình ăn cũng được. Hoặc xào đậu hũ không cũng được, khỏi cần thịt bò cũng được. Nhưng mà cái này là mình muốn chia sẻ để món đãi cúng ngày rằm á các bạn, đãi tiệc được mà cúng ngày rằm tháng 7 được, nên mình mấy hôm nay mình toàn là mình chia sẻ những món hơi cầu kỳ, mong các bạn thông cảm nha. Thôi giờ mình xin chào chúc các bạn cô chú anh chị em được dồi dào sức khỏe. Mong cô chú anh chị em các bạn luôn luôn ủng hộ mình xin cảm ơn rất là nhiều.